Vừa qua tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Hải quân đã kiểm tra công tác bắn đạn thật của cụm lực lượng Hải quân 4 theo mệnh lệnh huấn luyện cấp chiến dịch năm 2018 của Tư lệnh Hải quân. Tham gia bắn đạn thật có các tàu chiến đấu mặt nước, xe tăng, các loại pháo đối hải, pháo phòng không, pháo tự hành, súng máy phòng không, hỏa lực bộ binh, hải quân đánh bộ, máy bay trực thăng cùng hàng trăm phương tiện đảm bảo của các đơn vị trong cụm lực lượng Hải quân 4. Sau một giờ thực binh, các loại hỏa lực đều bắn trúng các bia mục tiêu được xác định. Các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Khu vực thực binh đảm bảo an toàn. Đợt bắn đạn thật nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện, khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng, khả năng làm chủ vũ khí trang bị của bộ đội. Trên cơ sở đó, người chỉ huy các cấp tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện năm 2019 sát thực tế, sát chiến trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vừa qua tại Hải Phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2018 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023. 5 năm qua, hoạt động phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân đã được triển khai chặt chẽ, sâu rộng, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa, JK1 và hậu phương bộ đội Hải quân có ý nghĩa và sức lan tỏa được dư luận đánh giá cao. Giai đoạn 2018-2023, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân phát động vận động tuổi trẻ cả nước hưởng ứng các nội dung triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đề án xây dựng đảo thanh niên, xây dựng mô hình tổ đoàn kết khai thác hải sản, đội dân quân tự vệ trên biển. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân đã được Bộ Tư lệnh Hải quân và Trung ương Đoàn khen thưởng vì có nhiều thành tích phối hợp hoạt động 5 năm qua. Sáng ngày 20 tháng 10, tại Hải Phòng, Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam tổ chức lễ đón mừng tàu HQ-671 là bảo vật quốc gia và họp mặt kỷ niệm 57 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2018. Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe ban tổ chức đọc quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tàu vận tải quân sự HQ-671 là bảo vật quốc gia. Các đại biểu đã cùng ôn lại những chiến công hào hùng của tàu bảo vật quốc gia. Đây là con tàu không số duy nhất còn lại đến ngày nay. Ban tổ chức cũng đã nghe thông báo của Văn phòng Chính phủ về xây dựng đền liệt sĩ đoàn tàu không số, quyết định của thành phố Hải Phòng về xây dựng đền thờ liệt sĩ tại bến K15 Đồ Sơn Hải Phòng và các hoạt động của hội hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Vừa qua, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến thăm và làm việc với các ban tuyên giáo tỉnh ủy, chi cục thủy sản và nghiệp đoàn nghề cá các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. Nội dung khảo sát của đoàn là việc thực hiện chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục thẻ vàng của EU đối với hải sản Việt Nam, nguyện vọng của ngư dân trong quá trình bám biển, giữ biển và làm giàu từ biển. Đoàn đã khảo sát, cập nhật thông tin, nắm cụ thể những vấn đề mà Ban tuyên giáo, Chi cục Thủy sản, nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân các tỉnh còn vướng mắc. Đoàn cũng đề xuất các giải pháp để hỗ trợ ngư dân hiệu quả hơn trong quá trình đánh bắt trên vùng biển Việt Nam và vùng biển quốc tế. Thời gian tới, Quân chủng Hải quân sẽ có thêm các tàu trực trên các vùng biển để cùng các lực lượng kịp thời giúp đỡ ngư dân khi ốm đau, tai nạn, cung cấp nước ngọt, sửa chữa tàu thuyền miễn phí và cung cấp dầu bằng giá với đất liền. Thời gian vừa qua, các đơn vị hải quân trên các vùng biển đảo đã có nhiều hoạt động hỗ trợ và kịp thời cứu nạn, sửa chữa tàu cá cho ngư dân. Tàu KG-93218TS khi đang vào vịnh An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để phân loại hải sản sau khi đi đánh bắt về thì bị chập điện cháy ở hầm máy. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có khoảng 3.000 lít dầu diesel nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra toàn tàu. Do đám cháy bùng phát dữ dội, chủ tàu đã đề nghị tàu 954 dùng vòi rồng phun nước nhấn chìm tàu để cứu vớt tài sản. Ngay sau đó, cán bộ chiến sĩ tàu 954, lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân đã khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn, sử dụng phương tiện của đơn vị tổ chức dập tắt đám cháy và hỗ trợ kéo tàu cá gặp nạn vào bờ. Tại vùng biển phía Bắc Trường Sa, tàu QNG-96354TS đang khai thác hải sản cách đảo Song Tử Tây 14 hải lý thì bị hỏng máy chính. Sau khi nhận được yêu cầu cứu nạn, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Song Tử Tây đã hướng dẫn tàu cá BTH-99979TS lai dắt tàu QNG-96354TS vào âu tàu để nhân viên trung tâm sửa chữa. Sau gần 3 ngày, tàu bị nạn đã được khắc phục thành công và tiếp tục hành trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.
Tàu QNG 96354TS do ông Võ Văn Sơn, sinh năm 1975, quê ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 ngư dân. Cùng thời điểm này, cán bộ chiến sĩ đảo sinh tồn và Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo sinh tồn đã tiếp nhận 43 ngư dân của tàu cá QNA 91919TS bị chìm trên biển. Các ngư dân được hỗ trợ lương thực thực phẩm, quần áo, thuốc chữa bệnh và bố trí nơi ăn nghỉ chu đáo. Tàu QNA 91919TS do ông Lương Văn Tồn, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng. Sau đó, đảo sinh tồn đã bàn giao 43 ngư dân trên cho đại diện tàu QNA 91269TS để đưa ngư dân vào bờ. Các hoạt động hỗ trợ ngư dân của các đơn vị hải quân, nhất là ở các vùng biển xa bờ, đã được lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo vừa chở đoàn công tác của Hải quân Việt Nam thăm thành phố Yokosuka và thành phố Sakai, Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tàu Hải quân Việt Nam sang thăm Nhật Bản và đây cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Hải quân đi cùng đoàn công tác. Tại thành phố Sakai, tỉnh Osaka, lễ đón tàu và đoàn công tác Hải quân Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại cầu cảng với sự tham dự của Ngài Thị trưởng thành phố Sakai, đại diện lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, Hội hữu nghị Việt-Nhật thành phố Sakai, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sakai, sĩ quan, binh sĩ lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.